À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. The Rock của Black Adam đã ra mắt được gần một tuần và trông thì có vẻ bộ phim đã được đón nhận khá là tốt, trừ khi bạn là phê phim. Doanh thu cũng khá được và nhận xét của khán giả cũng tích cực, trừ khi bạn là Marvel con hoặc là phê phim. Dù ra bộ phim gây cực kỳ nhiều tranh cãi và cũng có khá là nhiều thứ để cải thiện, nhưng mà so với mặt bằng chung của phim siêu hùng hiện tại thì Black Adam như là một sự cứu rỗi cho khán giả với một trải nghiệm xem phim thỏa mãn phần nghe nhìn, một cảm giác hào hứng khi ngồi trong rạp, chứ không phải là đến giờ móc pin rồi hay là xem rớt mặc váy tấm văn nghệ tổ chức thác loạn. Nhưng mà liệu Black Adam có thực sự trở thành một bàn đạp đủ mạnh để vực dậy vũ trụ điện ảnh DC không? Một thứ gần như là no hope trong lòng khán giả trong khoảng thời gian trở lại đây. Câu trả lời sẽ có trong tương lai. Tôi biết thì tôi đoán số đề chứ tôi cũng lên video chém gió tán phét này làm gì. Nhưng mà trong video hôm nay thì tôi sẽ có một vài dự đoán về tương lai của DCEU. Trước hết thì ta phải nói đến sự hình thành của DCEU từ những thời đầu tiên. Từ thời lính Nhật ăn nấm, lính Mỹ ăn hành thì DC Comics vẫn luôn là bố của Marvel Comics. Này hơi gây tranh cãi nhé. Có nhiều giai đoạn Marvel còn gần như là phá sản, phải bán bản quyền của một vài siêu anh hùng của mình, cụ thể là siêu anh hùng nổi tiếng nhất của họ, Spider-Man. Ngược lại thì DC lại là ông lớn với hai con át chủ bài cân hết mọi loại doanh thu là Superman và Batman. Dù là DC đã bước chân vào con đường chuyển thể sớm hơn Marvel rất nhiều và cũng rất thành công, nhưng mà có một thứ Marvel có mà DC không, đó là Kevin Feige. DC có rất nhiều phim chuyển thể hay như là dòng phim Superman của Christopher Reeves, Batman của Michael Keaton hay là bộ ba The Dark Knight của Christian Bale, nhưng mà nó chỉ là những bộ phim lẻ thành công tại chính bộ phim đó. Marvel thì họ tính toán hơn, họ thông minh hơn, họ có Kevin Feige, một nhà sản xuất có tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 1-2 km trong Phase 4. Ông đã tạo ra một cái vũ trụ siêu anh hùng với mục tiêu là tạo ra những bộ phim cực kỳ chất lượng ban đầu, hình thành lên một nền tảng vững chắc. Và làm được thế rồi thì dù những cái phim sau có như cứt, bị chửi thì vẫn có những cái để bám vào. Và DC đã nhận ra tiềm năng của việc này, họ cũng muốn tạo ra vũ trụ của mình. Và thế là DCEU ra đời với sự dẫn dắt của Zack Snyder. Nhìn chung thì Zack Snyder đã làm khá tốt các bộ phim DC theo góc độ của các DC con. Còn các nhà phê bình và phần đông khán giả thì lại không thích cho lắm. Phong cách làm phim của Zack Snyder thì hơi giống một cái đám ma, u ám mà có phần chậm rãi. Còn Warner Bros, công ty bố của DC, lại muốn biến phim siêu anh hùng của DC thành một cái Disneyland, phải hướng đến đối tượng trẻ con và nhắm đến cộng đồng fan thách thức danh hài. Với cái định hướng này thì Zack Snyder không hoàn toàn được phát huy 100% công lực, và Warner Bros thì lại thích chõ mõ vào những nơi mà không thuộc về mình, và kế hoạch tạo nên vũ trụ siêu anh hùng của DC sụp đổ. Đỉnh điểm là Liên minh công lý 2017, khi mà Zack có việc gia đình phải rời bỏ dự án và nhường ghế cho Joss Whedon, tác giả của cái trò hề lớn nhất của dòng phim siêu anh hùng. Kể từ đó thì mọi kế hoạch tiếp theo của DC gần như bị hủy bỏ, và phim DC cũng như là các DC con chui xuống đáy xã hội. Và chúng ta có Adam Đen mang tới một cái hy vọng là vũ trụ DC sẽ trở lại. Trước khi tiếp tục video thì tôi đang mặc áo hoodie của Trung Quế. Nó hút đi trắng khá đẹp. Hiện tại thì sắp đến mùa lạnh rồi và Trung Quế đang có cực kỳ nhiều ưu đãi với những mẫu áo, không chỉ là áo phông mà chúng tôi còn có áo sweater và áo hoodie cũng như là áo khoác, đầy đủ chủ đề, mẫu mã đa dạng, đầy đủ size. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Quay lại với Black Adam thì đừng hiểu nhầm nhé, Black Adam không phải là một cái siêu phẩm điện ảnh đủ tầm ảnh hưởng để kéo DCEU trở lại, mà là từ bộ phim này trở đi thì có thể là DCEU sẽ trở nên tốt hơn trước kia. Vì sao? Đầu tiên là về mặt con người, đã có nhiều sự thay đổi trong nội bộ Warner Bros. Walter Hamada, chủ tịch của Warner Bros. Pictures, kẻ thù lớn nhất của vũ trụ điện ảnh DC, người không thích ngồi trong phòng họp mà thích xuống studio chỉ tay năm ngón với các đạo diễn, đã bị bay màu. Chủ tịch mới, ông David Zaslav, đang dần chứng tỏ mình là One Direction, là người có chí hướng rõ ràng. Ông nhìn được cái một thứ mà một đứa trẻ con 5 tuổi xem DCU nó cũng biết, là bơm tiền cho đạo diễn và cầm mẹ cái mồm. Đó chính là cách mà Kevin Feige giúp Marvel trở thành một thế lực trong thị trường phim ảnh. Ông được thỏa sức làm những việc theo đúng kế hoạch của mình. Còn ông chủ tịch Warner Bros trước thì kiểu ta là bố mày, mày là con tao, mà phải làm thế này, phải làm thế kia, phải giống Marvel. Sao vũ trụ DC sập? Người chủ tịch mới thì là một người biết lắng nghe hơn. Mới đây thì Warner Bros đã chính thức thành lập một studio mới mang tên là DC Studio. James Gunn và Peter Safran sẽ là đồng chủ tịch của studio này và có trách nhiệm phát triển DCEU. Trong đó James Gunn đảm nhận vai trò sáng tạo, còn Peter sẽ đảm nhận vai trò sản xuất. Sự bổ sung James Gunn vào hàng ngũ phát triển là rất quan trọng, vì bộ phim gần đây của ông cho DC là Peacemaker nhận được phản ứng cực kỳ tích cực từ khán giả. Theo như lời của nam diễn viên The Rock thì những diễn viên cũ của vũ trụ điện ảnh DC đang dần đạt được thỏa thuận để quay trở lại. Chắc là bị ông giám đốc trước đi quá là chán mà giờ được fan ủng hộ, cộng với ông giám đốc mới niềm nở nên là không quay lại hơi phí. Đầu tiên là khá là chắc cốp, Henry Cavill sẽ quay lại với Man of Steel phần 2 và thêm hai phần phim crossover nữa, và rất có thể là Ben Affleck trong vai trò Batman cũng sẽ nhận lời mời trở lại. Mà nếu mà thế thì woo,
It's DC time. Bạn DC không? The Rock thì cũng là một gương mặt dám nghĩ dám làm. Anh là một siêu sao hạng A hàng đầu Hollywood, nên là lời nói sẽ có đôi chút trọng lực. Hoặc là ông nào cãi đấm bỏ hoẹ luôn. Trước đây thì Ray Fisher, diễn viên đóng Cyborg cũng cứng, đứng lên tối công ty các kiểu, nhưng mà ngựa non háo đá, còn yếu một cái thích ra gió, xong rồi bị mấy ông sếp đuổi cổ luôn. Một số fan DC còn đang mở ra những topic diễn đàn trên mạng để kêu gọi sự trở lại của Zack Snyder. Tính ra thì phim DC ăn chửi thì cũng không phải là tại Zack Snyder, thì cũng có một tí nhưng mà không phải toàn bộ, đúng không? Cách làm phim của ông thì có thể không vừa lòng một số bộ phận giới phê bình và khán giả, nhưng mà những cảnh quay và triết lý của ông là điều khó mà đạo diễn nào có thể làm được. Minh chứng rõ ràng là Batman v Superman bản Ultimate Edition và Liên minh công lý Snyder Cut, nó nằm ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với bản ra rạp của Warner Bros. Trong tương lai thì Zack Snyder có thể là không làm đạo diễn, nhưng mà ở vị trí cố vấn hay là nhà sản xuất thì ông cũng hoàn toàn có thể giúp DCEU có những cảnh giao chiến cực cháy như trong Man of Steel, nhưng mà slow motion ít thôi. Ngoài ra thì DC mang tiếng là làm theo Marvel, nhưng mà mỗi cái hay nhất là fanservice thì lại không học theo. Trong khi Marvel thì kiểu bạn muốn bao nhiêu fanservice? Có. Siêu anh hùng mới và cũ xuất hiện liên tục thì DC lại liên tục kệ lại fan. Fan thích ông nào thì DC loại ông đấy. Mà có vẻ đa phần là do mâu thuẫn với Warner Bros. Nên là tôi nghĩ bây giờ khi mà David Zaslav và James Gunn đóng vai trò là Kevin Feige của DCU thì họ sẽ vẽ ra đường lối rõ ràng cho cái vũ trụ này hơn. Và đó cũng chính là điều thứ hai mà tôi muốn nói đến ở đây. Trước khi Warner Bros. Muốn DC phải là Marvel thứ hai, kiểu đã chạy sau mà lại còn thích giống thằng trước ấy, thì đâm ra nó bị phản tác dụng ấy. Phim trao đầu dây bán thịt chó, nên là từ fan đến không phải fan nó để hùa và chửi. Nhìn vào Black Adam thì ta thấy đã có sự thay đổi lớn trong cách làm phim của DC, cũng học theo Marvel nhưng mà khôn. Thay vì làm phim fanservice, làm phim kiểu cười cho 2 triệu thì họ cũng làm phim fanservice, làm phim cười cho 2 triệu nhưng mà vẫn giữ được cái sự dark deep của một bộ phim DC. Không làm giống Marvel được thì mượn được cái gì mượn hết. Đắt quá nhiều người không thích thì giờ cho mọi thứ một nửa. Vừa níu giữ được người xem cũ mà vừa kéo thêm được lượng khán giả dễ tính mới. Ngoài ra thì để bù vào khoản kịch bản thiếu chiều sâu, diễn viên diễn không tốt thì DC thay hết bằng cách hành động dồn dập đấm liên tục vào mồm khán giả. Kiểu không thể chê một thằng diễn dở được, tại vì nó diễn dở kệ bố hay nó phim đánh nhau cháy đây cơ mà. Cái này thì Marvel đang hơi đuối một tí với DC, kiểu kịch bản đã không hay, diễn viên thì cũng bình thường, nhưng mà lại còn thích chèn chính trị, xong rồi chèn đủ các loại quyền trên đời vào phim. Đánh nhau thì ít, fan service thì nhiều, mà toàn nét vào gượng ép để chiều fan. Fan thì thấy siêu anh hùng mới cũng tít cả mắt, nhưng mà kiểu fan người ta cũng khôn ra, xem nhiều lại fan service gì. Nhưng mà nhét Wolverine và X-Men vào chỗ nào cũng được, tôi xem hết, xem. Dạ. Quay lại với Black Adam thì với sự xuất hiện của Hội Công Lý và Superman thì một vũ trụ nhân vật mới của DC sẽ được mở ra. Dù là fan toàn muốn Black Adam giết sạch Hội Công Lý, nhưng mà trong đoạn kết của Black Adam thì Hội Công Lý đã tạm tha cho chiến thần Khandaq. Chừng nào mà Black Adam còn ở đây thì họ cũng chẳng phải cần động đến Black Adam làm gì. Nhưng mà nhiệm vụ duy nhất của Black Adam là trở thành chiến thần, chứ không phải là giải phóng Khandaq như mọi người lầm tưởng. Mà muốn trở thành chiến thần thì anh phải tiêu diệt Billy Batson, một chiến thần khác của phù thủy Shazam. Điều này đã đánh tiếng đến tai của Adam Waller và ta gửi Superman đến tiếp chiêu của Black Adam. Theo như tôi thấy thì việc Superman xuất hiện chỉ để thông báo sự trở lại của Henry Cavill mà thôi, và cũng là fan service. Chứ còn tính đến giữa trận chiến giữa Black Adam và Superman trong tương lai thì còn rất xa. Nhìn qua những bộ phim tiếp theo của vũ trụ điện ảnh DC thì chúng ta có Shazam Fury of the Gods, Aquaman and the Lost Kingdom và phim riêng của người đàn ông nhanh nhất hành tinh The Flash. Đây đều là những bộ phim có tiềm năng và hậu truyện của những bộ phim được khán giả phản ứng tích cực. Shazam đã có phần 1 rất được lòng khán giả, đặc biệt là khán giả nhí. Aquaman cũng thành công trên mặt trận phòng vé. Và The Flash, bộ phim chuyển thể từ đầu truyện hay nhất của người hùng tia chớp Flashpoint, kể về hành trình reset toàn bộ vũ trụ DC của The Flash. Đây chắc chắn sẽ là sự kiện chấm dứt vũ trụ hiện tại của DC và mở ra nhiều hướng đi mới. Bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Nên có thể nói đây là dự án đánh cược nhất của DC. Dù rằng còn nhiều tai tiếng xoay quanh nam diễn viên chính của The Flash là Ezra Miller, nhưng mà bỏ một bộ phim gần như là hoàn chỉnh và đầu truyện chuyển thể hay nhất đi thì chắc là Warner Bros. Cũng chưa đến mức thừa tiền quá. Nhìn gần hơn đến Shazam phần 2 Fury of the Gods thì khả năng cao là Black Adam cũng chưa thể xuất hiện tại đây. Vì xem qua trailer thì bộ phim vẫn xoay quanh gia đình Shazam của Billy, chứ chưa đả động gì đến trận chiến giữa Black Adam và Shazam cả. Nên là để mong chờ Black Adam đối với Superman và Shazam thì sẽ còn khá là xa, có khi phải chờ đến Black Adam 2. Một vấn đề khác có thể khiến khán giả hiểu lầm là Black Adam không phải là một anh hùng. Xuyên suốt chặng đường comic thì anh này đều được phát triển theo định hướng phản diện và thỉnh thoảng làm phản anh hùng part time. Trong phim thì việc Black Adam là thiện hay ác thì đều chưa rõ, vì mục đích chiến đấu của hắn bị bó hẹp tại Khandaq. Trong tương lai, nếu mà DC tiếp tục phát triển Black Adam theo hướng anh hùng thì sẽ không còn sức hút. Fan để thích Black Adam đấm vào mồm Shazam với Superman, chứ chả ai muốn thấy Black Adam nắm tay Superman đi dạo cả. Nhắc một chút đến Hiệp hội Công lý thì họ đã có màn giới thiệu khá tốt với khán giả.
Với tình hình hiện tại thì sự trở lại của Liên minh Công lý không phải là một sớm một chiều. Khả năng cao là Hiệp hội Công lý sẽ nắm vai trò của Liên minh Công lý trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài ra thì những anh hùng của Hiệp hội Công lý xuất hiện trên màn ảnh hiện tại mới chỉ là số ít nhân vật không nổi tiếng lắm trong comic, mà chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ sự xuất hiện của các thành viên nòng cốt khác. Ví dụ như là The Flash đầu tiên, Jay Garrick, có thể xuất hiện trong bộ phim Flash sắp tới. Tóm lại thì Black Adam chưa hoàn toàn là rất tốt là huyền thoại, nhưng mà nó đủ để khán giả hướng đến một tương lai đáng mong chờ của vũ trụ điện ảnh DC. Việc Black Adam được khán giả đón nhận khá là tích cực thì chứng tỏ là DC và Warner Bros. Đang đi đúng hướng. Nên là fan DC cất đốt đi được rồi, đã đến lúc chúng ta ra khỏi hang và nhìn thấy ánh mặt trời. Và đó là một vài ý kiến cá nhân của đội ngũ The Reviewer về vũ trụ DC. DC có thể dở, nhưng mà phase 4 của Marvel thì đang... 1910. Tôi là Vui Vẻ, đây là Quýt. Đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.